xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật về đời sống và tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức có trong bản tin ngày hôm nay. Chiến dịch tranh cử của Trudeau bị gián đoạn bởi đám đông giận dữ ở Ontario. Sức khỏe tâm thần của người Montreal kém hơn rất nhiều so với dân thành phố khác ở Quebec. Cảnh sát Montreal nhận hàng triệu đô la tiền tài trợ sau đợt bạo lực súng Lực lượng cứu hộ gấp rút cứu những người mắc kẹt vì bão Ida. TD và CIBC lợi nhuận tăng mạnh. Chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Trudeau đã bị gián đoạn bởi đám đông dần dữ ở Ontario. Một đám đông kích động dần dữ đã vây quanh chiếc xe vận động tranh cử của Thủ tướng Justin Trudeau và la hét thô tục vào nhà lãnh đạo đảng tự do trong một sự kiện vận động tranh cử ở Cambridge, Ontario vào ngày 29 tháng 8. Sự kiện đã bị trì hoãn hơn một giờ đồng hồ do đám đông người dân chặn lối vào cơ sở kinh doanh kim loại tắm của địa phương, nơi chủ đồ đang đưa ra thông báo lớn đầu tiên về nỗ lực tái tranh cử của ông. Sự kiện cũng diễn ra hai ngày sau khi một cuộc biểu tình của chủ đồ ở Boston, Ontario bị hủy bỏ do lo ngại an ninh từ một đám đông dân dữ khác. Thủ tướng Trudeau nói rằng ông hiểu rằng đại dịch đã làm gia tăng nỗi sợ hãi và lo lắng ở nhiều người nhưng lên án bất kỳ lời đe dọa hoặc là sử dụng bạo lực phân biệt chủng tộc và cố chấp ông nói rằng những người phủ nhận khoa học về vaccine và biến đổi khí hậu không phải là những người sẽ quyết định cách mà canada tiến lên phía trước và các sự kiện của chiến dịch này đang làm tăng thêm quyết tâm thúc đẩy nền tảng của ông chiến dịch tranh cử của Thủ tướng Trudeau cho đến nay đang bị chững lại, với các cuộc thăm dò cho thấy vị trí dẫn đầu quan trọng mà đảng tự do tổ chức hồi đầu năm nay đã biến mất. Chiến dịch của ông đã bị những người biểu tình bám theo ở nhiều điểm dừng, nhưng tâm lý đám đông và quy mô đám đông dường như đã tăng lên trong những ngày gần đây. Lãnh đạo đảng Bảo Thủ và lãnh đạo đảng NDP đều đã lên án đám đông giận dữ và kêu gọi mọi người hãy tôn trọng. Lãnh đạo đảng Bảo Thủ đang ở Quebec, nơi mà ông hứa sẽ có những biện pháp mới về giúp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng xây dựng lại sau đại dịch COVID-19. Những lời hứa bao gồm cắt giảm 25% thuế cho những cá nhân đầu tư tới 100.000 đô la tiền riêng của họ vào một doanh nghiệp nhỏ và các khoản vay không tính lãi lên tới 200.000 đô la cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ chính phủ. Lời hứa về khí hậu của Thủ tướng Trudeau bao gồm các kế hoạch điều chỉnh việc cắt giảm tổng lượng khí thải trong lĩnh vực dầu khí lần đầu tiên, với mục tiêu đạt mức ròng vào năm 2050 và đặt ra các quy định mới sẽ yêu cầu một nửa số ô tô không gây thải ô nhiễm bán ra ở Canada vào năm 2030 và 100% vào năm 2035. Sức khỏe tâm thần của người Montreal kém hơn rất nhiều so với dân thành phố khác ở Quebec. Theo các quan chức y tế cộng đồng thì sức khỏe tâm thần của người dân Montreal kém hơn so với những người dân Quebec khác kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Đây là những đánh giá của cơ quan y tế cộng đồng. Họ chỉ ra rằng sức khỏe tâm thần của những người sống trong thành phố đã xấu đi kể từ tháng 9 năm ngoái, nhưng việc loại bỏ dần các biện pháp giãn cách vào mùa xuân đã giúp ổn định mức độ lo lắng và các triệu chứng trầm cảm. Theo một báo cáo gần đây thì cứ 3 người ở Montreal thì có một người thừa nhận vào tháng 2 năm ngoái đã có các triệu chứng phù hợp với việc rối loạn lo âu tổng quát hoặc là rối loạn trầm cảm có thể xảy ra. Tuy nhiên các triệu chứng đã được báo cáo trong một cuộc khảo sát và không được xác nhận qua khám lâm sàng hoặc là chẩn đoán. Dữ liệu lấy từ khảo sát tác động tâm lý xã hội của đại dịch COVID-19 gần đây nhất, xem xét khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Vào tháng 2 thì khoảng một trong số 15 người được hỏi ở Montreal cho biết họ đã nghiêm túc xem xét việc tự tử trong 12 tháng trước đó so với 1 trên 20 người ở Quebec. Nadu cho biết có vẻ như mối quan hệ với tình hình dịch tễ học và sự ổn định sức khỏe tâm thần của người dân Montreal, đồng thời cho biết thêm khi mà chính phủ bắt đầu công bố các biện pháp hạn chế sẽ được dỡ bỏ, dường như nhiều người có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Các quan chức y tế công cộng cũng đã thực hiện rất nhiều chiến dịch chăm sóc sức khỏe tâm thần kể từ khi đại dịch bắt đầu, bao gồm thúc đẩy các đường dây tư vấn khủng hoảng và các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần khác. Điều này có thể là do có nhiều người trẻ hơn và nhiều người sống với các yếu tố dễ bị tổn thương về kinh tế và xã hội. Montréal cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, trải qua nhiều tuần trong vùng đỏ với các hạn chế tối đa và số ca nhiễm Covid-19 cao nhất trong tỉnh bang Quebec. Ngoài ra, một số lĩnh vực làm quan trọng ở Montréal, chẳng hạn như là du lịch dịch vụ ăn uống và bán lẻ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu và hạn chế đi lại, gây hậu quả kinh tế đáng kể cho Montreal. Việc thu thập và phân tích dữ liệu đang được tiến hành trong giai đoạn mùa hè, nhưng thông tin sơ bộ dường như cho thấy sự cải thiện về sức khỏe tâm thần của người dân Montreal đang có dấu hiệu tích cực. Cảnh sát Montreal nhận hàng triệu đô la tiền tài trợ sau đợt bạo lực súng. Cảnh sát Montreal đang được tăng cường với số tiền là 5,5 triệu đô la tài trợ của thành phố để thuê thêm sĩ quan và hỗ trợ dân sự. Thị trưởng Montreal là bà Valerie Plant đã công bố khoản tài trợ vào ngày 29 tháng 8, buổi sáng sau khi vụ bạo lực súng gần đây nhất ở San Michael khiến một người bị thương và bảy người bị giam giữ. Thị trưởng Montreal cho biết số tiền này sẽ bổ sung thêm 42 vị trí cho lực lượng, có đầy đủ các sĩ quan và dân thường có nhiệm vụ điều tra các nhóm tội phạm và các đội chống băng đảng của nhân viên. Đây là lần thứ hai mà thành phố Montreal tăng cường nỗ lực chống bạo lực súng đạn trong mùa hè này. Gần đây đã hợp tác với tỉnh để thành lập một nhóm cảnh sát hỗn hợp nhằm truy quét nạn mua bán súng. Bà thị trưởng nói rằng sự gia tăng bạo lực vũ trang gần đây buộc chúng ta phải hành động nhanh chóng và hiệu quả. Đây là những gì chúng ta đang làm một lần nữa ngày hôm nay. Hầu hết các sĩ quan mới được thuê sẽ tăng cường cho đơn vị một bộ phận chuyên chống tội phạm bạo lực. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý rằng số tiền này sẽ giúp chấm dứt bạo lực súng. Phó giáo sư Ted Ruland của Đại học Concordia, người nghiên cứu các giao điểm của chủng tộc và địa lý đô thị, đã ủng hộ thành phố chi tiêu nhiều hơn cho các nhóm cộng đồng để dập tắt sự gia tăng tội phạm súng. Ông cũng nói rằng ông ấy thất vọng về thông báo của thị trưởng và ông ấy cho biết các tổ chức cộng đồng được trang bị tốt hơn để ngăn chặn tội phạm sử dụng súng hơn là so với việc tăng thêm cảnh sát. Bạn cần một loạt các biện pháp đến từ cộng đồng, bao gồm các chương trình hướng dẫn cho thanh niên, cơ hội việc làm, nhân viên hỗ trợ và các nguồn lực về sức khỏe tâm thần. Nhìn thấy 5 triệu đô la khác được trao cho cảnh sát và không có khoản tiền nào được trao cho các tổ chức cộng đồng trong thành phố. Chúng ta hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của an toàn cộng đồng và cách mà chúng ta cải thiện nó. Phe đối lập chính thức của hội đồng thành phố cũng bày tỏ quan điểm tương tự với nhà lãnh đạo là Karin Bovinro và nhà phê bình an toàn cộng đồng đã nói rằng kế hoạch của thị trưởng Plan là quá muộn. Đã hơn một năm kể từ khi mà chính quyền của bà Blaine báo động về sự gia tăng hoạt động tội phạm ở Montreal, thành phố lẽ ra phải hành động trước đó rất lâu và thông báo muộn này chỉ là sự cân nhắc về bầu cử, đặc biệt là vì sẽ không có thêm nhân sự cho đến khi năm 2022. Lực lượng cứu hộ gấp rút cứu những người mắc kẹt vì bão Ida trong bối cảnh mất điện thảm khốc. Việc khôi phục lưới điện có thể mất vài tuần vì hơn một triệu khách hàng không có điện. Lực lượng cứu hộ đã lên đường trên hàng trăm chiếc thuyền và máy bay trực thân để tiếp cận những người bị mắc kẹt trong nước lũ hôm ngày 30 tháng 8 và các đội sửa chữa tiện ích đã được nhanh chóng đến sau khi cơn bão Ida dữ dội tràn vào bờ biển Louisiana và làm rung chuyển lưới điện trong cái nóng cuối mùa hè. Những người sống giữa mê cung của những dòng sông và dọc theo bờ biển của bang này đã rút lên các xếp hoặc là mái nhà của họ và đăng địa chỉ của họ trên phương tiện truyền thông xã hội cùng với hướng dẫn cho các đội tìm kiếm và cứu hộ để tìm thấy họ. Hơn một triệu khách hàng ở Louisiana và Mississippi, bao gồm tất cả New Orleans, đã bị mất điện do cơn bão Ida, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền Hoa Kỳ đã vượt qua vào Chủ nhật và đầu thứ hai trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới. Hiện nay thì cơn bão này cũng đã ảnh hưởng đến Canada. Khi cơn bão tiếp tục di chuyển vào đất liền với mưa xối xả và gió giật mạnh, nó đã gây ra ít nhất là hai người thiệt mạng, một người lái xe chết đuối ở New Orleans và một người bị cây đổ bên ngoài Baton Rouge. Nhưng với nhiều con đường không thể vượt qua và dịch vụ điện thoại di động bị phá hủy ở nhiều nơi, toàn bộ mức độ dữ dội của cơn bão vẫn đang được chú ý. Christina Stephens, phát ngôn của Thống đốc John Spearwood, người nói rằng với mức độ tăng phá khủng khiếp của cơn bão, sẽ có thêm nhiều trường hợp tử vong được xác nhận. Văn phòng Thống đốc cho biết thiệt hại đối với lưới điện là thảm khốc và các quan chức cảnh báo có thể mất vài tuần trước khi nguồn điện được khôi phục hoàn toàn, khiến cho nhiều người không có tủ lạnh hoặc điều hòa nhiệt độ trong những ngày nắng nóng của mùa hè. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang cho biết, bốn bệnh viện ở Louisiana đã bị hư hại và 39 cơ sở y tế đang hoạt động bằng nguồn điện của máy phát điện. Văn phòng, phòng thống đốc cho biết hơn 2.200 người sơ tán đang ở trong 41 nơi cư trú tính đến sáng thứ hai. Một con số dự kiến sẽ tăng lên khi mà mọi người được giải cứu hoặc là thoát khỏi những căn nhà ngập lụt. Ngân hàng TD và CIBC lợi nhuận tăng mạnh. TD Bank và CIBC đã công bố kết quả kinh doanh hàng quý vào thứ năm và cũng như trường hợp của các công ty cho vay lớn khác ở Canada như là RBC, Scotiabank và BMO. Cả hai ngân hàng là TD Bank và CIBC đều cho thấy lợi nhuận tăng mạnh, một phần là do họ phải dành ra ít tiền hơn để trang trải các khoản nợ xấu. TD Bank báo cáo rằng họ đã kiếm được lợi nhuận hơn 3,5 tỷ đô la trong 3 tháng tính đến cuối tháng 7, đó là mức tăng 58% so với 2,2 tỷ đô la mà họ kiếm được trong cùng kỳ một năm trước. Hầu hết các bộ phận kinh doanh của ngân hàng đã cải thiện hoạt động tài chính của họ, từ hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ cốt lõi của Canada đến ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, bộ phận ở Hoa Kỳ và bảo hiểm. Nhưng một trong những yếu tố quan trọng làm tăng lợi nhuận của ngân hàng là sự cải thiện trong danh mục cho vay. Một năm trước thì ngân hàng đã dành 951 triệu đô la để trang trải các khoản vay mà họ lo ngại có thể xấu đi một thước đo ngân hàng được gọi là dự phòng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, năm nay con số đó đã giảm xuống còn 100 triệu đô la. Giám đốc điều hành cho biết hoạt động mạnh mẽ của TD Bank trong quý 3 được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu vững chắc trong các doanh nghiệp bán lẻ của chúng tôi ở Canada và Hoa Kỳ khi hoạt động kinh tế và mức độ làm việc tiếp tục được cải thiện ở cả hai bên biên giới. Đó là một câu chuyện tương tự tại CIBC, nơi mà lợi nhuận tăng lên 1,7 tỷ đô la trong quý. Và dự phòng rủi ro cho vay của CIBC cũng thay đổi theo hướng hoàn toàn. Một năm trước thì CIBC đã trích lập là 525 triệu đô la để trang trải cho các khoản nợ xấu. Tuy nhiên trong quý này thì ngân hàng đã lấy 99 triệu đô la từ dự trữ của mình. TD Bank và CIBC là những ngân hàng cuối cùng trong số 5 ngân hàng lớn ở Canada công bố kết quả kinh doanh hàng quý. Và nhìn chung là các con số cho thấy các ngân hàng lớn đã thu về tổng lợi nhuận hơn 14 tỷ đô la trong quý trước. Thời điểm này năm ngoái, họ kiếm được hơn 9 tỷ đô la một chút. Trong khi các ngân hàng mạnh và có lợi nhuận rộng rãi là tốt cho nền kinh tế, chủ đề chính xác là lợi nhuận tốt bao nhiêu là tốt so với quá nhiều đã xuất hiện trong chiến dịch tranh cử Liên bang trong tuần này, Đảng tự do đã đề xuất đánh thuế đối với lợi nhuận ngân hàng trên 1 tỷ đô la và nói rằng động thái này sẽ mang lại 2,5 tỷ đô la mỗi năm để giúp trả cho nhà ở giá cả phải chăng và các sáng kiến khác. Giám đốc điều hành của CIBC là Victor đã thông qua đề xuất này trong một cuộc gọi với các nhà phân tích vào thứ năm để thảo luận về kết quả hàng quý của ngân hàng. Ông cho biết các ngân hàng luôn ở trong tình trạng trái ngang, nhưng điều bạn muốn là một hệ thống ngân hàng lành mạnh. Hệ thống ngân hàng lành mạnh giúp cho nền kinh tế phát triển. Điều phối viên của nhóm giám sát nói rằng ý tưởng đánh thuế đối với lợi nhuận quá, vượt quá của ngân hàng là một ý tưởng đạo quá hạn từ lâu. Ông nói các quốc gia như là Úc và Anh đã có một phiên bản về những gì mà đảng tự do đang đề xuất. Đó là một trong những đề xuất mà hơn 125.000 người Canada đã ký tên ủng hộ chiến dịch viết thư và kiến nghị nhằm điều chỉnh tốt hơn các tổ chức cho vay lớn của Canada. Các ngân hàng lớn kiểm soát 90% về cơ bản mọi sản phẩm và dịch vụ ngân hàng ở Canada. Vào năm 2020 thì bốn trong số các ngân hàng lớn tại Canada nằm trong số 50 công ty có lợi nhuận cao trên thế giới cảm ơn quý vị đã theo dõi những tin tức cập nhật vừa rồi và bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trên thế giới cũng như là tình hình dịch tại việt nam cho tất cả quý vị theo dõi cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo vào ngày mai